Xin chào tất cả các cụ nhá. 20 ngày rồi các cụ chưa được ra hồ ngồi câu, rất là nhớ luôn. Đấy thì hôm nay mình được nghỉ một buổi chiều này. Mình đang lên tại đập Làng Canh thuộc xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn nhá. Cái đập rất là lớn luôn các cụ ạ. Đây mình sẽ quay để các cụ thấy được nhá. Rất là lớn luôn này. Đây. Hôm nay thì nước nó ngập hết rồi các cụ ạ. Đây là mình câu ở phía trên đọt nhá. Đây. Đập rất là lớn luôn. Đấy. Rất là lớn luôn các cụ ạ. Nó ngập cây ở đây các cụ này. Đấy. Cây ở đây nó ngập hết rồi. Bây giờ mình câu ra đây, nếu mà được cá thì mình cũng phải lội ra ngoài kia đó. Đấy thì mình mới bắt được các cụ ạ. Hôm nay trời khá là nắng luôn. Rất là đẹp, rất là lý tưởng luôn. Nhưng mà không biết là có video để các cụ coi không. Đấy. Mình để xuống đây rồi nhé. Đáng lẽ ra hôm nay thì mình sẽ đánh con này các cụ này. Con Hà Đinh Sắt. Đấy, con Hà Đinh Sắt này này. Con này mình mới mua nhá. Hôm nay mình định test thử này. Đây, con này 3m6 các cụ ạ. Mình có một ông bạn đánh con này nó rất là phê luôn nhá. Độ cứng là 6H. Cá khoảng tầm 1 đến 2 kg thì nhấc lên luôn nhá. Đấy. Không cần phải vợt, nhấc lên luôn. Đồ tốt, nhấc lên luôn nhá. Con này mua ở Việt Nam Fishing nhá. Giá 1.200.000 đồng. Đấy, vợ mình tặng mình nhân ngày 20 tháng 11 đây. Mới về hôm qua luôn. Hôm nay mình định đi test thử nhưng mà nước ở đây nó mắc cây nhiều quá, mình không thể đánh được, đánh gần mình không thể đánh được các cụ ạ. Hôm sau mình sẽ đi test thử cái con này cho các cụ xem nhá. Đấy, còn mình sẽ tiếp tục đánh con Vim 6m3. Đấy, mình đang đánh ở ngoài kia. Đấy, bây giờ mời cả nhà cùng theo dõi nhá. Nếu video mà hay thì các cụ nhớ like cũng như nhấn đăng ký kênh để xem những video tiếp theo, cũng như ủng hộ cho kênh Quang Tiến Vlog nhé. Có mương ngay các cụ này. Đấy, mương rất là to luôn. Nó ăn mình giật mấy phát này. Mương rất là to. Đấy, nhàng với các cụ nhá. Sốc các cụ ạ. Này á. Đây. Ủa này luôn này. Cụ này. Đánh sốc, đánh vào vây lại luôn. Đã chi giật 3-4 phát không được nhá. Hóa ra nó vào nó không ăn mà nó đè dây các cụ ạ. Giật 3-4 phát luôn. Không thấy gì luôn. Bo luôn, không phải dòng nữa, bo cứng luôn. Các cụ này còn được hơn 1 kg đấy. Đấy. Mày đầu các cụ ạ. Ôi. Đánh hàng này các cụ nhá. Nhỏ các cụ ạ, cá nhỏ các cụ ạ. Dạ.
nó lao vào trong gốc cây chứ tụi mất rồi. Mình vẫn để kéo nó lên. Mất mất một con nữa cụ ạ. Cá mè cũng cá mè rất là nhỏ nhưng nó lao vào trong trong cây gộc này các cụ này. Nó lao vào trong kia rồi. Mình giật lên nhá. Nó hình như nó rách miệng vậy. Hay là đóng đúng người gì vậy. Tối rồi về thôi các cụ ạ. Được một con mè đấy các cụ ạ. Trật mất một con nhá. Được hơn 1 kg các cụ này. Trật mất một con.